Xin chào, quý vị đang cùng quay trở lại với phần check-in của khách sạn 5 sao. Hiện nay thì quý vị thấy đội hình đẹp của chúng ta ngồi trung tâm, còn đội hình tiềm cận đẹp thì ngồi ở hai bên. Bây giờ thì cái phần đặt câu hỏi của tôi, thông qua những câu trả lời của cặp đôi, hai quản gia của chúng ta sẽ ghi nhớ thông tin hoặc là ghi lại để các bạn đi lựa chọn những cái món đồ ưng ý nhất cho cái phần check-in. Và các bạn sẽ phải thuyết trình để thuyết phục khách mời của chúng tôi lựa chọn cái chiếc xe đẩy của các bạn. Và nếu các bạn được lựa chọn cái chiếc xe đẩy đó thì lương của các bạn được tăng thêm 10% nữa. Đã chưa? Đã chưa? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên dành cho Khánh Thi, Phan Hiển nha. Hai anh chị gặp nhau trong hoàn cảnh nào? Mời Phan Hiển. Hai vợ chồng gặp nhau thời điểm đấy là cách đây khoảng 14 năm. 14 năm, ui, và, lâu thế. Dạ, và chính gọi là ba mẹ của Hiển mời Thi về để dạy học cho Hiển. Như vậy ba mẹ vô tình là người làm mai làm mối. Dạ, đúng rồi. chính xác. Và gặp nhau thì đúng ở cái địa điểm là nhà riêng của Hiển. Thì thời điểm đấy thì đúng lúc mà Hiển vừa đi học về, vẫn còn mặc đồ học sinh trên người. Ba mẹ của Hiển và ba mẹ của Mỹ An là chị họ của Hiển thì đưa mình vào nhà và nói là đây sẽ là học sinh của cô Thi. Phan Hiển ngồi đó với một cái vóc dáng thư sinh. Không, tức là nằm trên ghế salon và ăn bánh choco pie. Ơi, dạ. Sao mình đón cô mà mình làm xe lai vậy? Sao mình ngồi lên? Thật ra thì không có nhu cầu học á. Cái thời điểm đó thì mình rất là thích ăn đồ ngọt. Nếu mà cậu bé hơi ù lì và hơi lười á. Đúng, chính xác. Mình cảm thấy mình hơi ngán. Ồ, đây sẽ là học sinh của mình nha. Nhưng mà lúc đó thì lần đầu tiên gặp cô Thi thì ấn tượng như thế nào? Là một người phụ nữ rất là đẹp. Làm sao mà ngay thế được? Đó, đẹp chưa? Thiệt, nhưng mà vừa mới đến nhà xong. Và có một tí xíu là cá tính. Bản thân bình thường rất là ít nói và hầu như cũng không có chơi với bạn bè bên ngoài. Nên là kiểu gia đình thấy là có một thằng con mà nó kiểu vừa béo phì này và không có thích giao tiếp bên ngoài. Nên là mới kiểu nàng này về để giống như là giúp mình cởi mở hơn và cũng như năng động hơn. Hay quá. Vâng, thế thì ai rung động chưa? Để em coi xem nói đúng không nha. Anh thì em nói trước đi. Em đâu có nhớ đâu. Hiện nghĩ là tính từ thời điểm gặp mặt khoảng gần một năm sau. Thì hiện bắt đầu có một cái cảm giác rất là lạ với Thi. Có tương xét ái tình không? Xét bùm bất. Nó đúng hơn là khi mà Thi dạy Hiển cái thời gian liên tục, thời điểm đấy khoảng 3 tháng. Thì bỗng xong rồi Thi bay về châu Âu. Xong mình bảo chết rồi, nó cứ thế nào, nó cứ thiếu thiếu. Mình luôn gọi là trông chờ cái cảm giác là không biết khi nào Thi về Việt Nam, rồi không biết khi nào mình mới được gặp lại cô ấy. Tóm lại câu chuyện rất đơn giản, đó chính là lúc đó thì là Phan Hiển đang học khiêu vũ cùng với lại Mỹ An là em họ, là chị họ của mình. Sau đó thì ba mẹ của Phan Hiển muốn con của mình đi theo đường chuyên nghiệp cho nên đã mời cô giáo Khánh Thi đến. Và cô giáo Khánh Thi đã bằng cái tình yêu thương, bằng cái sự quan tâm ấy đã truyền cho người học trò của mình cái niềm đam mê khiêu vũ và truyền luôn cái tình yêu ở trong đó. Vâng. Không. Tôi hiểu như vậy rõ ràng. Không. Đúng không? Đấy đúng là... không? Không phải. Oan cho tôi. Không. Đó cái là này cho rồi, cho rồi. Oan không đúng. Bao nhiêu lâu sau cơ? Tại đằng này rất là khó tính và học trò nào chả yêu đến cô. Cái này thì em xác nhận là một thời gian sau thì Thi mới bắt đầu để ý đến em. Đấy. Phải hơn 1 đến 2 năm á. Lúc đấy Hiển khoảng 16, 17 gì đó thì do là Thi về Việt Nam nhiều hơn và cái việc mà Hiển ra ngoài Hà Nội nhiều hơn thì Thi chỉ thấy được là lúc đấy Thi nghĩ là cậu bé nhá. Thi nói là cái cậu bé này sao cứ hay thích ở gần mình. Hoặc là đến sớm hơn, hoặc là cứ lâu lâu thấy cứ nhìn mình chằm chằm. Học xong cũng ở lại. Nhưng mà có đưa cô giáo về không? Không, có biết đi xe đâu. Tôi về sau mới là người dạy đạp xe đạp mà. Xong rồi mới lên đến xe máy. Đấy là người cho cái sự thăng bằng đấy. À, chính là cái người mà giữ cái sự thăng bằng đó. Làm chưa? Rồi những cái giai đoạn mà bấp bênh khi mà đạp xe đạp đúng thì rồi, cô giáo sẽ mạnh dịu hơn. Dạ. Hai cái người này. Thưa quý vị, như Vi Hoàng Quốc nghe cái khúc nhiều đó. Vâng. Thưa quý vị, bởi vì học khiêu vũ cho nên là cái chân nó phải rất là liên tục khỏe, cho nên là đó là một cái cách mà để cho Phan Hiển tự tin hơn và cũng rèn cái sức khỏe, cái sức bền của mình nhiều hơn, đúng không ạ? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra về cái sự ăn ý và hiểu biết của cả hai sau 14 năm nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến câu đầu tiên. Phan Hiển hay cho biết Khánh Thi thích ăn món gì nhất? Em nghĩ là thịt luộc. Ba chỉ luộc hay chân giò? Ba chỉ đúng không Phan Khánh Thi? Dạ.
nhỉ? Chính xác luôn, thì rất là đơn giản, chỉ thích ăn cơm với thịt luộc và dưa. Không sợ mập tí nào và ăn cái gì cũng phải có mỡ mới ăn, có nạc là bỏ luôn. Vâng, ok. Thế thì ngược lại, Phan Hiển thích ăn món gì nhất? Cơm tấm. Sáng cơm tấm, trưa cơm tấm, tối cơm tấm, đêm cũng cơm tấm được. Cơm tấm sơn bì chả. Thế còn Khánh Thi có một cái sở thích đặc biệt nào mà gần như kiểu như nghiện nó và không thể không có nó? Thì nghĩ là shopping. Gia đình điều kiện nữa. Nghiện nhiều cái không bị nghiện shopping tốn tiền lắm. Như vậy thì qua những thông tin vừa rồi thì tôi xin mời Việt Bắc và Mai Phương sẽ lựa chọn những cái set đồ. Và lưu ý là phải tinh tế nha, khách mời của chúng ta rất khó tính đấy. Một bên thì chọn set đồ rất sang, một bên thì rất là dân giả. Không chưa? Dạ, sắp ạ. Cũng có vẻ sắp xếp nhỉ? Hết giờ rồi đó. Chờ. Đấy, thấy chưa anh nhá? Thao tác chậm, tác phòng rất chậm. Rất lề mề à? Lề mề thế này thì bao giờ mới lấy được tiền của khách? Nào? Xong rồi. Xin mời khách mời. Quý vị có thể nhận ra được hai trường phái. Bên đây giống quà quê, còn bên đây quà châu Âu. Xin phép sếp ạ. Vâng. Hiền ơi. Dạ. Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục vẫn là cái ao. Lần đầu tiên được gặp Hiền, mình thấy cái thần thái của Hiền rất là mộc mạc, đơn sơ, chân chất, y như mình vậy. Cho nên, vì thế, suy ra là mình chọn những cái món rất Việt Nam. Như Hiền nhìn thấy, đây, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng. Đấy, bánh đúc ạ, đây ạ. Cốm, chuối, này tọc tành, cơ kiếc ăn chuối rất hợp luôn. Nó lại còn có lạc. Vâng, lạc lại có kẹo lạc ở đây rồi. Rồi cơ hó. Cái này cắn rôm rốp mà ngọt, uống với trà rất hợp. Bánh trưng, ư rồi bánh trưng chỉ có Tết mới có thôi. Nhưng khách sạn năm sao vẫn có. Vâng, bánh trưng. Anh xong chưa? Hết rồi đấy. Thấy là ngay từ đầu thôi là đã không trân trọng chị Thi rồi. Khi Hiển ơi, biết khách người ta đến một đôi này, Hiển ơi là như nào? Thì thôi thôi, không được giải thích, tiếp này nhỉ. Bây giờ một đôi đến với nhau, chị ơi, chị Thi ơi, đó. Lady first, và người phụ nữ phải là người được ưu tiên cho một chuyến đi nghỉ tại khách sạn 5 sao. Yeah. Nên là thấy sở thích của chị là em biết là chị thích shopping. Nên là đây em có chuẩn bị cho chị một khay đồ skincare dưỡng da ở ngay phía dưới. Trời ơi, nhìn thấy các thương hiệu mà mình đều đã từng sử dụng qua luôn kìa. Tiếp theo ở ngay phía trên thôi là một khay bánh ngọt cùng với trà chiều. Nhìn bánh này là mình có thể ăn hết luôn được ạ. Có nhiều tiệm bánh ngọt ở Hà Nội lắm, nhưng mà Thi thích ăn những cái bánh nhỏ nhỏ của thương hiệu Nguyễn Sơn. Bánh cái này là giống như kiểu là mocha, opera này. Đó, rồi macaron này, rồi chanh leo này đó. Rồi Hiển cũng thích ăn đồ ngọt. Hợp lý không? Hợp lý dễ sợ. Bên đây thì nhiều thứ rất là quà quê. Bây giờ tôi hỏi ý của Phan Hiển trước đi. Phan Hiển thích cái set đồ nào nhất? Về bản thân em á, thì bên này có hai món em cực kỳ yêu thích luôn. Đó là món chuối với cốm. Chuối với cốm. Dạ. Đúng rồi. Dạ khách quý ạ, dạ mời khách quý qua đây ạ. Món cốm là một cái món mà từ khi mà quen biết vợ em thì em đã yêu thích món cốm rồi. Dạ. Thế còn với Thi? Không thích set này. Cái đó ăn nhiều rồi. Ăn nhiều rồi. Như vậy là thích ăn bên đây. Thi chốt là Thi thích cái set nào? Thì thích cái set bên này. Vâng, Hiển là thích set bên đây. Thưa quý vị, mỗi một người sẽ được thưởng thức một cái set menu riêng của chúng tôi. Chúng tôi gọi đây là set dân giả và đây là set cao cấp. Lần đầu tiên của khách sạn 5 sao của chúng tôi, cặp đôi sẽ được tách ra. Mỗi một người quản gia sẽ chăm sóc một khách mời. Ngay bây giờ, mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo. Phần 2, thực đơn bí ẩn của chương trình Khách sạn 5 sao.